Em xin chào các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Em tiếp tục lên cho các bé một cái mẫu dây để cho anh em có nhiều sự lựa chọn hơn cho cái bộ dàn của mình về cái chất lượng âm thanh truyền tải nè, hoặc là anh em nào đang muốn cải thiện cái chất âm như là tiếng chung, tiếng chép lên sáng, thì cái mẫu này có thể đáp ứng được, cũng như là anh em đang nghe nhạc mà đang chuyên nghe nhạc những cái thiết những cái chất nhạc như là nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình, thì cái mẫu dây này rất là thích hợp để cho anh em trải nghiệm chất âm từ những cái dòng nhạc đó chân thật hơn, chi tiết hơn. Thì cái mẫu dây ngày hôm nay em giới thiệu, em lên lại cho các bác cũng như là em đã thay đổi cái đầu jack để cho anh em đỡ nhàm chán hơn. Thì ở đây cái dòng dây Hitachi phòng thu rất là thích hợp cho những cái anh em các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Và em lên cái mẫu đầu jack như thế này để cho anh em sử dụng những cái thiết bị âm ly mà những cái đầu jack kết nối đó, nó gần sát nhau, rất là thích hợp cho cái điều đó. Tại vì cái đầu jack này về cái hình thức bên ngoài nó sẽ nhỏ hơn so với đầu jack em làm ở list trước, để cho anh em có sự lựa chọn hơn về cái chất lượng truyền tải. Thì cái mẫu này nó cũng rất là tốt để cho anh em có thể trải nghiệm chất âm thanh. Đấy tại sao mà em lại nói nó tốt, tại vì như các bác có thể để ý thì trên jack nó sẽ có những cái chiều mũi tên xéo, thì nó sẽ giúp các bác khi cắm vào thiết bị đó, nó sẽ rất là bám chắc vào, cũng như là độ truyền tải khi mà nó tiếp xúc cũng rất là tốt. Thì cái đầu jack bên em sử dụng đó, thì em sẽ sử dụng đầu jack của Balik để cho anh em có một cái trải nghiệm thanh hay hơn. Đấy, đầu jack cũng khá là nhỏ. Về cái hình thức bên ngoài nữa thì cái đầu jack này nó được mạ vàng theo cái tiêu chuẩn của Audio, và cái mẫu dây bên ngoài này nó sẽ rất là nhỏ, nhỏ hơn so với những cái mẫu dây Hitachi mà em đã giới thiệu và làm ở những cái clip trước. Đấy, hình thức bên ngoài thì nó sẽ được bọc một cái lớp dù với cái sọc ngang là trắng đen. Đấy, trắng đen như thế này, cũng có thể là trắng xanh, tại vì trên clip thì nó sẽ rất là có để ý kỹ về cái màu sắc của nó. Đấy, dành cho anh em mà thích sự nhỏ nhắn của những cái chiếc chất dây, nhưng mà về cái độ chi tiết của nó thì cái mẫu dây này vẫn đáp ứng được cho anh em và các bác có thể sở hữu cho mình. Đấy, thì bên em luôn làm với những cái mẫu dây với kích thước là cơ bản sẽ là 1 mét. Đây là một cái tiêu chuẩn dây để cho anh em có thể sở hữu cho mình, và bên em luôn làm sẵn. Và những cái bên đây này, bên em sẽ đi quay lên những cái đầu jack luôn phân biệt âm và dương, cũng như là vế trái và vế phải cho cái dàn của mình dễ dàng hơn để cắm rút. Đấy, cũng rất là dẻo, cũng có thể đảm bảo được cho anh em về cái độ truyền tải nè, cái độ mà anh em khi sử dụng nó sẽ tránh được cái trường hợp là cái bát gần đúc gần tường á, thì sẽ không có bị gãy dây cũng như là bị ảnh hưởng vì tới cái lõi dây bên trong. Thì những cái dòng dây mà bên em đi qua lên đều là những cái dòng dây bãi. Đấy, anh em mà đang thích những cái dòng dây bãi thì có thể lựa chọn cho mình. Bên em luôn lên nhiều mẫu dây để cho anh em có thể sở hữu cho mình một cái bộ dây mới, cũng như là về cái chất lượng âm thanh khác nhau. Đấy, và cái bộ này bên em đang có giá là 250.000 trên một bộ. Và ngoài đó ra thì anh em nào thích những cái mẫu dây độc lạ cũng như là cái bản như thế này, thì dòng dây này sẽ là dòng dây của Eletic. Đây, một cái dòng dây bãi với cái hình thức bên ngoài sẽ là bản dẹp, thấy rất là lạ mắt. Về cái chất lượng truyền tải của cái dòng dây này á, nó sẽ rất là đều dải nè, cũng như là về cái dải chung dải chép thì nó cũng sẽ cải thiện hơn cho anh em là những cái dàn mà bị tối tiếng á. Đây, đây là cái dòng dây của Eletic. Đấy, cái mã của dây nhìn rất là lạ mắt luôn. Và cái đầu jack mà bên em DIY lên là một cái đầu jack của Hitachi. Thì cái đầu jack này về cơ bản nó lại rất là sử dụng rất là tốt cho những cái dàn nghe nhạc cũng như nhạc gia đình nè. Đấy, anh em thích những cái dòng dây độc lạ thì có thể tham khảo thêm cái mẫu này. Vì cái giá của cái dòng dây này á thì nó sẽ là 300.000 trên một cặp, với kích thước cũng là sẽ dài 1 mét thôi. Đấy, anh em ưng cái mẫu nào thì có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935 980 281, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em có thể dễ dàng hơn để theo dõi nè. Thì em cảm ơn các bác và anh em đã xem hết video này của em.